Thưa quý vị, không được cắt từ thời Mỹ, một cắt từ quốc này, một con đào chuyên tẻ. Đó. Tẻ là nghề chính. Đào băng giò, đó là con trời ơi, tẻ mấy là nghề mấy ông công du nước rìu ra một cái hả? Phất cái quần ra tẻ cái rồng. Chị ăn hàng em uống không à? Chị em rất là thích ăn hàng ăn bụi nữa chứ. Đi nhậu đi nhậu nhưng mà em uống con em uống chị dùng sự nghĩ môi phá mồi rồi đó. Cũng bị chửi dữ lắm cho đồ ăn. Hồi xưa khán giả khác giờ. Họ tưởng là thiệt luôn á. Mà bây giờ thì mở rồi ha. Bây giờ thì ấy, cứ còn hồi xưa trời ơi, mỗi lần đi chợ ra chợ bị chửi quá trời luôn. Hoặc là đi hát mới bước ra con quỷ nè, con quỷ sứ nè. Nó dữ lắm mày kia nó bị chửi. Ai xa bà nội ba em nè. Đóng vai cám mẹ cám ngay tại rạp mà cái ghế sắt á là đứng lên như ghế chân trước chân sau là khen. Chỉ sao có chửi. Mẹ con mày ác quá, mày ra mày bước ra khỏi rạp đi, mày biết tay tao là bên con tắm đó.